nhận được mail này thì hãy reply cho mình nhé. Tôi có cái này. Hai Phong, mình rất khỏe. Gửi Phong một tấm hình mới chụp hôm mình vừa sang New York nhé. Sao trên đời này lại có một người vừa xinh như Minh Tinh mà lại còn thông minh như mình nhở? Kể từ bây giờ sẽ không còn có lý do nào để lộ thân phận được nữa. Tôi không ngờ cô lại che giấu thân phận giỏi như vậy đâu. Nếu đã mất công che giấu thân phận ngay từ đầu á, sao không làm cho tới luôn đi?